Không chỉ chính quyền và các lực lượng chức năng quan tâm giúp đỡ bà con trên đường về các tỉnh miền Tây, mà nhiều người dân ven các quốc lộ khi chứng kiến cảnh đồng bào của mình mệt mỏi kiệt sức vì phải đi một quãng đường dài đã tận tình phát cơm, nước, sữa, đổ xăng miễn phí để tiếp sức cho họ. Hôm qua, theo ghi nhận tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, người dân hai bên quốc lộ 1 phát cơm, cháo, trứng gà, nước, sữa, trái cây, xăng cho mọi người. Ai nấy đều vui vẻ, hào hứng khi trao đi những phần quà thiết thực đến tay bà con. Giờ thấy bà con mình về xa, hiện giờ thì dọc đường người ta chưa có bán cho ăn uống gì hết. Anh em có ý tưởng là giờ mọi người gom góp lại để mà làm nấu cơm đồ này kia phát cho mọi người đi đường á. Mà thấy ta đi về tội nghiệp lắm, không có đồ ăn, không có nước uống luôn. Chưa khi nào thấy quãng đường về quê của bà con lại nhọc nhằn đến vậy. Đại dịch khiến người dân thất nghiệp nhiều, cuộc sống trở nên khó khăn. Một sự sẻ chia nhỏ nhưng đầy ấm áp, yêu thương.